Chào mừng mọi người đã đến với bản tin nhanh của Cryptolit VN ngày hôm nay. Đây là Cryptolit VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolit mỗi ngày. Polygon vá thành công lỗi nghiêm trọng đe dọa 24 tỷ USD token Matic. Dự án tiền mã hóa Polygon đã có lúc đứng trước nguy cơ mất toàn bộ quỹ Matic của mình trước đợt nâng cấp mạng lưới khẩn cấp vào đầu tháng. Ngày 30 tháng 12, nền tảng Birdbounty Immunify cho biết đã trao thưởng 2,2 triệu USD cho hacker mũ trắng có tên Leon Spacewalker, người mà trước đó đã báo cáo một lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng với Polygon. Đây là mức thưởng Birdbounty cá nhân lớn nhất từ trước đến nay được trao cho một hacker mũ trắng. Cụ thể, lỗ hổng này nằm trong hợp đồng Proof of Stake của Polygon, hợp đồng MRC20, có thể khiến kẻ tấn công chiếm đoạt hợp đồng và ra lệnh phát hành toàn bộ 9,2 tỷ token Matic trị giá hơn 24 tỷ USD ở thời điểm thực hiện bài viết, thuộc quyền sở hữu của hợp đồng. Để so sánh thì tổng cung Matic là 10 tỷ token, đồng nghĩa với việc hacker có thể nắm trong tay 92% toàn lượng Matic được tạo ra. Leon Spacewalker đã thông tin lỗ hổng đến Immunify vào ngày 3 tháng 12 và nhận thấy được độ nghiêm trọng. Immunify đã nhanh chóng liên hệ trực tiếp đến đội ngũ Polygon, ngay lập tức đưa ra giải pháp khắc phục. Polygon xác nhận lỗ hổng là có thật và bắt tay xây dựng bản vá, triển khai nó thành công trên Testnet Mumbai vào ngày 4 tháng 12 và sẵn sàng để đưa lên Mainnet. Người xác thực và cộng đồng đã được thông báo đầy đủ. Họ đã chung tay cùng với các nhà phát triển cốt lõi để nâng cấp 80% mạng trong suốt 24 giờ. Polygon tuyên bố rằng vấn đề đã được khắc phục và vì nó tuân theo chính sách vá lỗi được nhóm Go Ethereum đưa ra vào tháng 11 năm 2020. Theo hướng dẫn, các dự án hoặc nhà phát triển báo cáo về các bản sửa lỗi chính 4 đến 8 tuần sau khi họ thực hiện để tránh nguy cơ bị lợi dụng lúc sửa lỗi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, lỗ hổng đã được một kẻ xấu tìm thấy và lợi dụng, làm thất thoát 801.601 Matic trị giá khoảng 2 triệu USD. Polygon tuyên bố sẽ tự gánh chịu thiệt hại từ lỗ hổng. Sau đó, một hacker mũ trắng ẩn danh khác cũng phát hiện lỗ hổng trên, báo cáo cho Polygon và được dự án trao thưởng Birdbounty hơn 1,27 triệu USD. Người đồng sáng lập của Polygon, JT Kanani, nhấn mạnh khả năng mạng trong việc giải quyết kịp thời lỗi nghiêm trọng. Lưu ý trong bài đăng trên blog rằng, điều quan trọng là đây là một test khả năng phục hồi mạng của chúng tôi, cũng như khả năng hành động quyết đoán dưới áp lực của chúng tôi. Xem xét mức độ tại stake, tôi tin rằng nhóm của chúng tôi đã đưa ra quyết định tốt nhất có thể trong hoàn cảnh. Dù chi tiết về sự cố mãi đến ngày 29 tháng 12 mới được thông báo cho cộng đồng, thế nhưng đã có nhiều đồn đoán về việc Polygon ghi nhận lỗ hổng xuất phát từ việc mạng lưới đã phải thực hiện một đợt hard fork bất thường. Vào thời điểm đó, đồng sáng lập Polygon Mihailo Bielik trấn an rằng dự án đã gặp phải một sự cố không đe dọa và sẽ sớm công bố thêm thông tin. Giá Matic cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tin tức trên, điều chỉnh nhẹ về vùng 2,4 USD sau khi đã lập đỉnh kỷ lục 2,93 USD vào hôm 27 tháng 12, tăng 35,1% trong 30 ngày qua, bất chấp sự suy thoái hiện tại trên các tài sản tiền điện tử chính trong tháng này. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo mỗi ngày cùng Cryptolit VN, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!